Đại diện Việt Nam đăng quang Á vương 3 siêu mẫu thể hình thế giới 2023. Siêu mẫu thể hình thế giới 2023 được biết đến là sân chơi quy mô quốc tế chuyên nghiệp được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Trước Ngô Hoàng Lĩnh, Việt Nam từng có thí sinh Linh Nguyễn, Nguyễn Thanh Tùng tranh tài và giành giải nhất vào năm 2022. Tại cuộc thi năm nay, đại diện Việt Nam tham gia tranh tài là người mẫu Ngô Hoàng Lĩnh sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m87, nặng 85 kg, chỉ số hình thể chuẩn 1185105. Anh đang là người mẫu kiêm huấn luyện viên thể hình tại Việt Nam. Chia sẻ về việc được chọn là đại diện Việt Nam tranh tài tại siêu mẫu hình thể thế giới 2023, Ngô Hoàng Lĩnh cho biết đây là một vinh dự và cũng là thử thách đối với mình. Từ thời điểm được lựa chọn, nam người mẫu 9X có một tháng tập luyện kỹ năng, chuẩn bị trang phục để mang chuông đi đấm xứ người. Sau đêm chung kết vừa khép lại tại Thái Lan, Ngô Hoàng Lĩnh cùng các thí sinh đã trải qua các phần thi như trang phục thể thao, đồ bơi, trang phục vest. Kết quả cuối cùng, đại diện Philippines đăng quang ngôi vị cao nhất, danh hiệu Á vương 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về đại diện đến từ Thái Lan, Sri Lanka, Việt Nam và Ấn Độ. Trước đó, Ngô Hoàng Lĩnh nhận định các thí sinh đối thủ của mình tại sân chơi lần này đều rất mạnh. Bước ra từ cuộc thi với danh hiệu Á vương 3, Ngô Hoàng Lĩnh bày tỏ tuy có chút tiếc nuối vì không chinh phục được ngôi vị cao nhất, song anh vẫn hài lòng với kết quả mà mình đạt được. Đại diện Việt Nam tiết lộ, giây phút được xướng tên ở vị trí Á vương 3, anh rất hạnh phúc và xúc động. Sau đêm thi, anh đã ngay lập tức gọi điện về cho gia đình và những người thân để chia sẻ niềm vui này. Trước khi sang Thái Lan tranh tài, Ngô Hoàng Lĩnh từng chia sẻ, anh tham gia cuộc thi này với mục đích trải nghiệm cùng sự quyết tâm mang đến hình ảnh đại diện Việt Nam năng động, tươi đẹp. Anh tin rằng, việc tham gia cuộc thi giúp anh lan tỏa thông điệp tích cực cho những ai không may mắn mắc phải những vấn đề về cân nặng, giúp họ tự tin và có cơ hội thay đổi bản thân. Nam người mẫu nói thêm, nhờ việc kiên trì dành hơn 2,5 giờ mỗi ngày tập luyện kết hợp chế độ ăn nghiêm ngặt, anh giảm gần 50 kg, hình thể rắn giỏi, giữ cân nặng 85 kg đến hiện tại. Vóc dáng thay đổi đã giúp bạn có nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Được tham dự một cuộc thi lớn về thể hình, đây là cơ hội để quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam ra thế giới. Tôi hy vọng với những nỗ lực của mình sẽ luôn được khán giả ghi nhận và mến mộ nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Ngô Hồng Lĩnh tâm sự.